Xin chào mọi người, và đặc biệt là các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn, cũng như các em tuổi Dậu. Đây là video clip mình sẽ sơ lược vận hạn của tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Dậu của mọi người. Hy vọng rằng là với những cái thông tin mình chia sẻ, nó hữu ích cho mọi người ở trong những cái tháng, những cái ngày tháng Dậu của năm Kỷ Hợi này. Cũng như đã chia sẻ ở những cái video trước, thì mình hay chia ra là tử vi của tháng, vận hạn của tháng gồm có bổn mạng, công việc và gia đạo. Thì cái chủ gia đạo là thường là phần địa chi, và rất không may cho mọi người là mọi người tuổi Dậu gặp tháng Dậu, tức là đây là người ta nói thuộc nhóm tự hình, nó sẽ không có cái điều tốt đẹp trong gia đạo cũng như cái phần tình cảm gia đình cũng như là cái mối quan hệ xã hội, dễ đem đến những cái điều thị phi. Cho nên là mọi người nên cẩn thận, nếu như có xảy ra tranh chấp, có xảy ra gây gổ ở trong gia đình thì mình nên nhịn, từ vì tháng nó khiến như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ lần lượt chia sẻ với mọi người từng tuổi một, coi là tuổi nào như thế nào. Thì người đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là các cô, các chú tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, mệnh Sơn Hạ Hỏa. Đối với cái người mà mệnh người Đinh Dậu, nam hay nữ mạng, thì mình nhớ là mình cũng có làm cái vận hạn 6 tháng cuối năm rồi, nhưng thường thì mọi người hay bị lướt qua, cho nên là mình sẽ hay thích nghe từng tháng hơn. Thì mình sẽ xét như đâu, xét về chủ mạng đó, thì với Sơn Hạ Hỏa của các cô các chú sẽ khắc cái kiếm phong kim của tháng Quý Dậu. Như vậy là về bổn mạng thì là bổn mạng khắc thác, sức khỏe cần phải đề phòng. Tuy nhiên là đừng quá lo lắng, chừng nào tháng nó khắc mình thì cái bổn mạng mới có nguy năng, còn bổn mạng mà khắc thác chỉ là suy yếu thôi ha, không có đến nỗi nào. Về thiên can á thì không có tốt đẹp luôn, đó là chữ Quý của Quý Dậu, nó khắc chữ Đinh. Tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh vào rầy rà rối rắm, thậm chí rơi vào bế tắc. Các cô các chú thì vẫn còn đang các chú thì vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn làm việc, hoặc là những người mà kinh doanh thương mại, thì đây là tháng tuổi ha, lại có chữ Quý khắc chữ Đinh, bổn mạng bị sinh xuất, vì vậy là phúc tinh và tài tinh không có tốt đẹp, không có được hưởng lợi từ cái bổn mạng, cho nên là nó yếu đi, và phá và bại tinh vì thế nó cũng vận hành. Và nên nhớ rằng các cô các chú đang ở trong cái gọi là cái năm tam tai, tại vì Dậu Sửu 3 tuổi bị tam tai. Năm nay thì tuổi Dậu chưa chịu nặng, năm tới mới là tuổi Dậu chịu nặng. Tuy nhiên hãy nhớ rằng mình đang ở trong cái giai đoạn tam tai, thì nó có rất là nhiều điều tai tiếng ha, tai ương và tai nạn. Cho nên là với cái tháng này, mạng bị khắc, thiên can bị khắc, địa chi thì lại là bị tự hình thuộc tháng tuổi, thì chắc chắn rằng các cô các chú ở trong cái người sinh năm 1957 này cần cẩn thận nhiều điều ha, nhất là các chú nam ha. Rồi tiếp tục, đó là người Kỷ Dậu, sinh năm 1969, người ta gọi là mệnh đại trạch thổ đó, đất lớn đó, ha. Như vậy thì xét về trụ mạng thì bổn mạng sẽ bị sinh xuất, thì thổ sẽ sinh xuất là kim của Quý Dậu. Bản mệnh sinh xuất thì bổn mạng sức khỏe yếu, bổn trong cái mạng á, thì là tháng khắc mạng là xấu nhất, sau đó là tới mạng mạng khắc tháng, rồi là bổn mạng sinh xuất. Đây là bổn mạng sinh xuất thì nó không được tốt đẹp cho lắm về sức khỏe, hơi suy yếu. Tuy nhiên bổn mạng sinh xuất không ảnh hưởng nhiều lắm về phần mặt sức khỏe, mà ảnh hưởng nhiều thường thì cũng đau nhức nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đều có cái là ảnh hưởng nhiều về cái việc phúc tinh nó bị tối đi. Người Kỷ Dậu như vậy nó không tốt đẹp, đặc biệt đó là thiên can của chữ Kỷ sẽ khắc chữ Quý của tháng. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều khó khăn chống phá. Tuy nhiên dù gì cũng sẽ đỡ hơn các cô các chú tuổi Đinh Dậu, vì các anh đó là dù gì thì các anh cũng khắc tháng chứ không phải là tháng khắc các anh,
Tuy nhiên là người Kỷ Dậu không có nhiều cái thuận lợi ở trong cái năm này, làm ăn cũng không được ok lắm, cho nên là nhớ cẩn thận, coi chừng sinh rầy rà ở trong các cái mối quan hệ làm ăn của mình. Địa chi thì cũng giống như người Đinh Dậu sinh năm 1957, thì thuộc nhóm tự hình, Dậu gặp Dậu là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi nên cẩn thận gây gổ trong gia đạo. Như vậy thì rõ ràng là người tuổi Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Đinh Dậu sẽ xấu hơn Kỷ Dậu một chút xíu, nhưng mà rõ ràng là hai tuổi này, hai tuổi Dậu là thấy không êm rồi đó ha. Tiếp đến của những người tuổi Dậu đó là các em gái, trai em gái tuổi Tân Dậu sinh năm 1951 với mệnh Thạch Lựu Mộc. Như vậy nếu mà mệnh Thạch Lựu Mộc gặp tháng Kim, tháng Quý Dậu là tháng Kim, thì rõ ràng là Kim khắc Mộc, tháng khắc Thiên, tháng khắc Bổn Mạng, sức khỏe cần cẩn trọng nhiều điều xấu. Vốn dĩ của cái người Tân Dậu là đã không tốt đẹp ở trong cái năm nay với cái bổn mạng rồi, vì mệnh Mộc gặp năm Mộc nhưng mà lại bị thổ vượng, cho nên là cũng không có ấy lắm, cứ rề rề bệnh này bệnh kia nhẹ nhẹ. Và người Tân Dậu thì như đã nói là một trong những cái người có số khổ chứ không phải là số sướng. Nếu như mà đem cân đo đong đếm thì tuổi Tân Dậu là một trong những cái tuổi thuộc xếp hạng là dưới trung bình ở trong cái lục thập hòa giáp, lại rơi vào cái tháng, cái năm bắt đầu tam tai nữa thì lại tiếp tục có những điều khó khăn rồi. Là bây giờ rơi rơi vô cái tháng mà tháng tuổi luôn ha, rồi là bị bổn mạng, bị cái kim kim phong kim nó chặt, dù là có cứng cỡ nào đi nữa mà cái kiếm này nó cũng không giỡn đâu ha. Rồi thiên can là Tân Quý không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân với Quý thì không xung không hợp. Tuy nhiên là Tân nạp âm ngũ hành là kim, Quý là thủy, cho nên nếu đúng ra là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất, như vậy thì cần cẩn thận hao tốn nhưng không quá lớn đâu, đừng có lo. Nếu như là mình thì mình sẽ không có cho ai mượn tiền ở trong cái tháng này nếu là mình là người tuổi Tân Dậu. Địa chi Dậu gặp Dậu là thuộc nhóm tự hình, rồi gọi là năm sinh tháng tuổi, cho nên là gia đạo cũng dễ xào xáo. Rõ ràng với cái người Tân Dậu thì bổn mạng xấu, gia đình xấu, tuy nhiên công việc thì tương đối một chút xíu đỡ hơn người Đinh và Kỷ. Tuy nhiên là người Tân Dậu đang ở trong cái giai đoạn làm việc gọi là ổn định cái sự nghiệp của mình, mà gặp cái tháng bắt đầu vô tam tai, cái năm tam tai gặp cái tháng là tháng tuổi, thì mình nói rằng là các bạn nữ nhớ cẩn thận nhiều hơn là các bạn nam. Mình cũng nhắc đi nhắc lại ha, có nhiều người hỏi mình, rất nhiều người gọi mình, trời ơi sao em tuổi Dậu em sổ quá, nói mình nói vui chứ em thấy có cái con gì, em nhìn trong 12 con giáp có con gì như con Dậu không, em có cầm một nắm đồ ăn em để xuống thì nó cũng phải bươi bươi nó mới chịu ăn, tức là phải hoạt động mới chịu ăn, đúng không? Cho nên là cái chuyện mình khổ thì là số phận thôi. Hy vọng rằng với cái sự hiền lành của người Tân Dậu thì họ sẽ dùng đức năng tháng số mà cải tạo được cái vận mệnh của mình một ngày được tốt đẹp hơn ha. Rồi tiếp tục đó là các em trai em gái tuổi Quý Dậu. Tuổi này sẽ nói, có thể nói là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Quý Dậu là một tháng xấu nhất của năm. Vì sao? Vì các em tuổi Quý Dậu gặp tháng Quý Dậu, nên nhớ là 60 tháng mình mới gặp lại nó một lần, thì cả thiên can thì cùng cùng là chữ Quý, địa bên mạng là kim đồng hành, tuy nhiên là bổn mạng bên địa chi á, thì là Dậu gặp Dậu là tự hình như vậy, cho nên là 60 tháng gặp lại một lần thì chắc chắn rằng nó sẽ có điều không có tốt đẹp. Mọi người tuổi Quý Dậu đã thấy cái tháng nhâm thân, tức là tháng 7 âm lịch, hôm nay là mới có mười mấy tháng 7 thôi, chưa tới ngày rằm tháng 7, thì có hơn 10 ngày của tháng 7 thôi, mọi người thấy là nó không tốt đẹp như nào, đặc biệt là các em nam ở trong năm nay.
nữ thì chắc chắn là sẽ khó có cái điều tốt đẹp ở trong cái chuyện tình cảm gia đạo ở trong cái tháng 8. Cho nên là nếu là các em thì nếu có gây gổ vợ chồng cha mẹ thì mình nên nhịn đi, nếu là anh sẽ nhịn, từ vì nó mình cương lên không được gì cả, thiệt hại vẫn là mình thôi. Vốn người quý dậu á, thì là được cái sắc vóc, đa phần phụ nữ tuổi quý dậu là đẹp mã, thanh tao nhẹ nhàng đẹp, vì thế người ta nói là bây giờ là thời của những cái tốt sơn hơn tốt gỗ, cho nên là mình đẹp, mình đi ra đường cũng có nhiều người để ý hơn, có nhiều người giúp đỡ hơn. Bà mẹ thí dụ như mình người đẹp mặc bộ đồ đẹp đi ra đường dắt cái xe đạp xe hết xăng, có thằng nó chạy tới giúp liền, với mẹ con nào xấu xấu dắt đi ngang kệ mẹ mày đi, thấy không? Đời thiệt là khổ như vậy đó. Nhưng mà thôi, mình có chữ quý, tức là quý nhân, quý tướng, quý phái gì đó, đủ chữ quý, thì hy vọng với chữ quý của mình gặp tháng xui mình cũng có quý nhân mà giúp đỡ vượt qua khó khăn. Các em nói thật sự ra mà nói là so với những người tuổi dậu, các em có chữ quý có thể nói là tốt nhất trong những người tuổi dậu rồi, cho nên là đừng có mà so bì hay là suy nghĩ gì cả ha. Rồi tiếp đến đó là người ất dậu, các cháu sinh năm 2005 hoặc là các bác lớn sinh năm 1945, mệnh tuyền trung thủy. Với mệnh tuyền trung thủy thì bổn mạng xét về trụ mạng là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe. Như vậy thì không phải lo lắng ha, nếu như các bác tuổi ất dậu tuy là rơi vào tháng tuổi nhưng mà đừng lo lắng nếu mà có suy xiển vì đó về sức khỏe của mình. Thiên can ất quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Có thể nói là chữ quý nạp âm ngũ hành là thủy, ất là mộc, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương tương hợp, có sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Các em mà 2005 thì nhỏ quá, còn các bác 1945 thì lớn quá, chắc là không làm gì, cho nên là công việc cũng không có gì mà phải đáng nói. Còn về phần địa chi thì cũng giống như các tuổi khác, đó là dậu gặp dậu thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi nên cẩn thận những cái gây gổ xào xáo trong gia đạo. Các em nhỏ 2005 thì yêu đương coi chừng xảy ra xích mích ha với bạn bè. Rồi như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu của năm Kỷ Hợi 2019 đối với những người tuổi Dậu. Một trong những cái tuổi mà mình có thể nói là không tốt đẹp về phần gia đạo trong cái tháng 8 âm lịch này. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được mọi người ở trong cuộc sống, để biết mọi người nhận định rằng cái nào tốt, cái nào xấu, nên cương nên nhu ra sao ở trong cuộc sống. Mọi người tuổi Dậu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi vận hạn của các tuổi, có thể là người thân bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.